Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Funny Ghost Review, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục khám phá chuyện tình của nàng công chúa Tây Châu với bộ phim Đông Cung trong những tập tiếp theo nhé. Tiểu Ngũ kịp thời chạy tới hồ cứu Tiểu Phong lên, cô đã tìm thấy ngọc bội của Tiểu Ngũ. Hai người ngồi trò chuyện, Tiểu Phong cảm thấy mình thật ích kỷ, cô không hy sinh được như Minh Viễn nương nương. Có những lúc cô ước mình không phải cửu công chúa Tây Châu để không phải hòa thân, để có thể lấy được người mình thích. Tiểu Ngũ không ngờ Tiểu Phong lại thích biểu ca đến vậy. Từ khi Tiểu Phong còn nhỏ đã ở bên cạnh sư phụ luôn quan tâm và bảo vệ cô, nhưng giờ thì hai người không thể nữa. Cô mong nhảy xuống Vong Xuyên để quên hết mọi thứ. Vong Xuyên nằm trong một sơn cốc ở núi Thiên Cang, phong cảnh tuyệt đẹp nhất là vào sáng sớm và chiều tối khi tầng mây tan có thể nhìn thấy nhật nguyệt đồng quy. Người già nói nước Vong Xuyên có thể quên tình, quên yêu, quên sầu. Tiểu Ngũ nói cô đừng như thế, thiên hạ này thiếu gì nam nhân, chẳng phải nam nhân tốt nhất thiên hạ đang ở trước mặt cô hay sao? Cô chợt nhớ tới sư phụ, không biết sư phụ giờ sao rồi. Tiểu Ngũ nói biểu ca mình võ công cao cường nên cô cứ yên tâm. Cao tướng quân muốn Bùi tướng quân đem người lên sa mạc tuần tra vì gần đây sa mạc xuất hiện sa tặc. Bùi tướng quân vừa đi thì tên thuộc hạ của Cao tướng quân tới, hắn đã lén vẽ lại tên người đan si bị nhốt trong đại lao theo lệnh của Cao tướng quân. Sáng hôm sau Lý Nghiệm đưa tên người đan si đó lên đường về kinh, Lý Nghiệm lo lắng cho vương gia sợ không may bệ hạ phát hiện ra vấn đề gì thì vương gia sẽ đứng mũi chịu sào. Cao tướng quân mang rượu tới tiễn biệt nhưng Lý Nghiệm liền từ chối. Tiểu Ngũ nói khắp nơi đều là tranh của Tiểu Phong nên cô không tiện ra ngoài, vì thế Tiểu Ngũ ra ngoài tìm biểu ca. Tên người đan si đã bị Lý Nghiệm giết sau đó Lãnh Côn là thuộc hạ của thế tử đóng giả thành người đan si để quay về kinh. Từ giờ không còn Lãnh Côn nữa mà chỉ có ba Thổ Nhĩ. Tiểu Phong chờ mãi mà Tiểu Ngũ vẫn chưa quay về, lẽ nào gặp phải quân Sóc Bác rồi? Tiểu Phong nghe thấy tiếng tên kêu của người Sóc Bác liền tưởng đó là sư phụ, cô vội đi tìm. Tiểu Ngũ cuối cùng cũng gặp được biểu ca, họ quay về tìm Tiểu Phong thì không thấy cô đâu nữa. Lúc nãy Tiểu Ngũ có nghe thấy tiếng tên kêu, thì ra cô đã bị trúng kế của quân Sóc Bác. Tiểu Phong lúc này bị quân Sóc Bác đuổi bắt. Cuối cùng cô gặp được Hách Thất là dũng sĩ của Đan Si. Nhưng Hách Thất thấy tình hình bên phía kỵ binh Sóc Bác đông nên kêu công chúa hãy đi về phía bắc tìm vương chướng điều viện binh tới. Công chúa không đi hắn liền bế cô lên ngựa để cô rời đi. Cô vừa rời đi thì cuộc chiến giữa người Sóc Bác và Đan Si nổ ra. Tại lễ chiều lúc này hoàng hậu nhận được tin Tuyên Đức Vương đã bắt được thích khách ám sát thái tử, lập được đại công, bà ta e sợ sau này sẽ bất lợi cho Thừa Ngân. Nhưng nếu Thừa Ngân có thể lấy lòng được công chúa Tây Châu và cùng đưa công chúa quay về kinh thì sau này cũng có thể làm chủ Đông Cung, coi như là thắng lợi một phần. Tiểu Phong đang đi thì gặp trời mưa lớn, cô liền phải dừng lại trú mưa. Hôm sau cô tiếp tục lên đường nhưng vì hôm qua gặp mưa nên đi được một đoạn cô bị ngất đi, may mà Cố Kiếm đã tìm thấy cô. Cố Kiếm đã chăm sóc cô cả đêm nhưng khi Tiểu Phong tỉnh lại thì người ngồi trước mặt cô lại là Tiểu Ngũ. Vừa tỉnh dậy cô đã đòi lên đường tìm viện binh, Tiểu Ngũ thấy Tây An hộ phủ gần hơn tới căn cứ của Thiết Đạt Nhĩ Vương sao không tới đó mượn binh. Nhưng cô nói không muốn liên quan tới Hoàng đế Trung Nguyên. Tiểu Ngũ thuyết phục cô một hồi cô liền đồng ý cùng anh tới tìm Bùi tướng quân. Hai người đi mãi mà không tìm thấy chỗ của Bùi tướng quân. Hai người vừa đói vừa khát đi trên sa mạc. Cố Kiếm tới tìm Bùi tướng quân nói Ngũ hoàng tử sắp tới mượn viện binh, nhờ Bùi tướng quân che giấu thân phận giúp hoàng tử. Bùi tướng quân mới chuyển tới đây e là Ngũ hoàng tử khó có thể tìm thấy họ. Tiểu Ngũ đi lấy nước về thì không may đã bị cắt chảy, Tiểu Phong ném cho anh sợi dây kêu anh nắm chặt lấy. Sau đó cô một tay cầm sợi dây một tay níu lấy dây cương của con ngựa, thấy tình hình không ổn Tiểu Ngũ kêu cô buông tay nhưng cô kêu anh không được thả ra. Tiểu Ngũ buông tay ra cô gào khóc không chấp nhận chuyện anh sắp bị cắt vùi lấp. Lúc Ngũ hoàng tử sắp bị cắt nốt chừng thì Cố Kiếm đã tới kịp cứu anh ra khỏi đó, bọn họ cùng nhau quay về doanh trại. Lý Nghiệm đưa tên trọng phạm người Đan Si về kinh. Các quân thân người thì muốn đánh bại Đan Si, người thì nói người Đan Si sẽ không làm vậy. Bệ hạ nói sẽ đích thân xét xử tên trọng tội đó. Cố Kiếm đã đưa Tiểu Phong và Tiểu Ngũ tới chỗ Bùi tướng quân. Tiểu Phong giới thiệu mình là A Độ muội muội của tướng quân Đan Si Hách Thất, hiện giờ ca ca của cô đang bị quân Sóc Bác bao vây ở chân núi Thiên Cang. Bùi tướng quân đồng ý giúp đỡ bọn họ. Trước khi đi tới cứu ca ca của cô thì sư phụ đưa cô đi xử lý vết thương trước. Cô nói với sư phụ Tiểu Ngũ thật tốt, chặng đường này giúp cô hiểu ra nhiều chuyện, con người cũng giống như cát chảy, càng dãy dụ càng không thoát ra được. Cô cảm thấy mình như cát chảy bám lấy sư phụ. Cô nói mình vẫn thích sư phụ nhưng thích này giống như sư phụ thích cô mà thôi. Ngũ hoàng tử không ngờ bình thường Bùi Chiếu bình thường nghiêm túc mà giờ diễn kịch giỏi như vậy. Bùi Chiếu điều tra ra cái chết của thái tử là do người Đan Si giết, hoàng tử nghe vậy thề sẽ tiêu diệt người Đan Si trả thù cho hoàng huynh. Hoàng hậu nói với cữu cữu của mình sao bệ hạ bắt được hung thủ mà không xử lý luôn lại đem đi thẩm tra. Lẽ nào nghi ngờ thích khách là thật hay giả? Cữu cữu cho rằng bệ hạ muốn khai chiến thì thích khách đó là thật còn không muốn khai chiến thì đó là giả. Cha của Lý Nghiệm nhắc nhỏ hắn sắp xếp ổn thỏa tên thích khách đó, đừng để xảy ra sai sót. Bùi tướng quân dẫn người đi tới thì cứu Hách Thất, nhưng tới nơi thì không thấy Hách Thất mà chỉ thấy xác của người Đan Si. Bọn họ đi về phía trước thì gặp Hách Thất đang bị người Sóc Bác bao vây. Quân Sóc Bác nể mặt Bùi Chiếu mới nên tha cho Hách Thất. Hách Thất cảm ơn mọi người đã cứu mình. Nhìn thấy những người Đan Si này làm Tiểu Ngũ nhớ đến cái chết của hoàng huynh.
Tiểu Phong trò chuyện cùng với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ kể cho cô nghe một câu chuyện, đó là có một vị tiểu vương tử sau khi mẫu thân qua đời đã được vương hậu nhận làm con nuôi. Tiểu vương tử không ngờ người hại chết mẫu thân là vương hậu. Tiểu vương tử quyết sẽ lật đổ vương hậu để đòi lại công bằng cho mẫu thân, nhưng thế lực bà ấy quá mạnh nên tiểu vương tử chỉ có một cách là trở thành thái tử. Đấy là điều là tiểu vương tử này ghét nhất. Đại ca của tiểu vương tử từng nói Đông Cung là nơi thấm đẫm máu tươi. Để trở thành thái tử thì tiểu vương tử đã lừa dối một vị bằng hữu rất quan trọng của mình. Sau khi thành thái tử thì cậu ấy sẽ giải thích cho vị bằng hữu kia mọi chuyện, nhưng sợ là cô ấy sẽ không tha thứ. Tiểu Phong cho rằng nếu là cô thì nhất định cô sẽ tha thứ. Nghe được câu trả lời của cô, anh không muốn kể tiếp chuyện này nữa, anh kêu cô mau đi ngủ. Tiểu Phong mơ thấy ác mộng, cô thấy Tiểu Ngũ gặp nguy hiểm, đúng lúc đó anh gọi cô dậy để mau chóng lên đường. Hoàng đế Lễ Triều tra hỏi tên trong tội đến từ Đan Si, thấy hắn nhận tội một cách nhanh chóng, bệ hạ liền ra lệnh xử trảm. Mọi người ai cũng cảm thấy bất ngờ vì bệ hạ chưa kịp thẩm vấn đã ra lệnh trảm, có lẽ là bệ hạ muốn chiến tranh. Bệ hạ nói với vương hậu hung thủ giết thái tử có lẽ còn có người khác. Đan Si gây loạn ở biên cương nên giờ đã đến lúc dạy dỗ chúng. Bùi Chiếu đã tiễn đám người Hách Thất tới Đan Si sau đó liền rời đi. Tiểu Phong muốn đưa sư phụ và Tiểu Ngũ tiến vào Đan Si nhưng Hách Thất nói vương thượng có lệnh không cho người lạ vào vương trướng. Tiểu Ngũ là ân nhân của Tiểu Phong nên anh được tiến vào Đan Si, nhưng không phải người Đan Si nên phải bịt mắt lại, còn cố kiếm quay về Tây Châu báo bình an cho vương thượng. Mặc dù bị bịt mắt nhưng Thừa Ngân vẫn tính toán đoạn đường tới vương trướng. Cuối cùng thì bọn họ cũng tới vương trướng, A Độ đã ở đó chờ công chúa và ca ca Hách Thất. Tiểu Phong cởi bịt mắt cho anh sau đó giới thiệu anh với A Độ. Vừa thấy anh, A Độ liền nhớ ra anh chính là tên buôn trà Trung Nguyên mà cố kiếm giới thiệu cho công chúa. Tiểu Phong không ngờ biểu ca mình lại đưa mấy tên người Sóc Bác tới đây. Tiểu Phong kích động nhưng biểu ca nói cô mau tới gặp ông đi, cô dẫn theo Tiểu Ngũ tới gặp ông. Biểu ca của Tiểu Phong thắc mắc sao có người Trung Nguyên ở đây nhưng Hách Thất cười nói đó là bằng hữu. Thiết Đạt Nhĩ Vương lúc này đang tổ chức giao đấu, nếu ai thắng ông ấy thì sẽ được tặng bộ giáp. Bọn họ không ai là đối thủ của ông ấy. Tiểu Phong xuất hiện, hai ông cháu họ cùng nhau trò chuyện. Tiểu Phong nói mình không muốn lấy chồng xa, không muốn xa mẹ, không muốn xa ông. Cô giới thiệu Tiểu Ngũ với ông, cô nói anh là thương lái trà nhưng đã hộ tống cô tới đây, trên đường đi ngoài bị quân Sóc Bác truy sát còn bị cắt chảy. Tiểu Phong nhắc ông ban thưởng cho Tiểu Ngũ, biểu ca cho rằng lẽ nào cô có ý đồ với tên người Trung Nguyên này. Tiểu Phong ngại ngùng nói biểu ca đừng nói linh tinh. Tiểu Phong lấy bộ giáp hộ mệnh của Gia Gia ra đùa nghịch nhưng ông ngoại cho phép cô làm điều đó. Ông nói nếu ai bắt được vui sói mắt trắng trên núi Thiên Cang sẽ lấy được tiểu công chúa của ông. Ngũ hoàng tử đang ngồi nhớ lại đoạn đường tới vương trướng thì Tiểu Phong tới tìm đưa anh đi ngắm cảnh. Khung cảnh ở đây rất đẹp, anh nói hình như ông cô không thích anh, nhưng cô cho rằng chẳng mấy chốc ông sẽ thích anh như cô mà thôi. Cô nhớ tới ba việc mà anh đồng ý với mình, giờ thì cô đã nghĩ ra, việc đầu tiên muốn anh bắt cho cô 100 con đom đóm. Anh bay lên bắt rất nhiều đom đóm cho cô. Đom đóm bay quanh bọn họ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, anh liền tranh thủ lúc đó hôn tiểu công chúa. Hôm sau Thiết Đạt Nhĩ Vương nói với Tiểu Ngũ hãy rời khỏi nơi đây vì người Trung Nguyên không thuộc về nơi đây. Tiểu Phong mang đồ ăn tới chỗ ở của Tiểu Ngũ nhưng không có anh ở đó, cô đi khắp nơi tìm anh. Tiểu Ngũ lúc này nhìn thấy đám người Trung Nguyên bị nhốt nhưng anh không thể cứu được họ mà chỉ trơ mắt nhìn họ bị nhốt. Tiểu Phong chạy tới hỏi Hách Thất có nhìn thấy Tiểu Ngũ đâu không. Hách Thất trêu cô mới đó đã làm người ta chạy mất rồi sao. Hách Thất nói người trong lòng cô tới rồi kìa. Tiểu Ngũ lúc này đang tiến về phía họ. Anh nói mình đi khắp nơi tìm ba thổ nhĩ. Anh nói trước đây hắn mua trà của mình, lần này anh đem lá trà thượng hạng tới nhưng không gặp được hắn nữa. Hách Thất nói hắn đã bị Tây An hộ phủ bắt đi rồi. Hách Thất nói huynh đệ bị bắt mà không thể đi báo thù. Tiểu Phong kéo anh đi ăn cơm, cô đưa anh tới nơi hôm qua bọn họ hôn nhau. Cô mang y phục ấm cho anh vì lỡ anh bị bệnh sẽ không ai lo. Anh thấy cô để chân trần nghịch nước, anh nói ở Trung Nguyên nữ tử quý chân như mạng sẽ không để nam nhân khác thấy ngoài phu quân. Cô hỏi vậy thấy rồi thì phải làm sao, anh nói sẽ cưới cô ấy về nhà. Cô nói ông cô bảo phải người nào giết được vua sói mắt trắng mới cưới được cô. Anh hỏi bất kỳ ai giết được vua sói sẽ cưới được cô hay sao, cô cho rằng đương nhiên là thế rồi nhưng ông từng nói trên đời này không ai giết được nó. Cô hỏi anh có vì mình mà giết vua sói mắt trắng chứ, anh tất nhiên rồi, nhưng anh cần thêm chút thời gian. Hai người trở về thấy người Đan Si đang đánh nô lệ, những nô lệ đó là phàm nhân Trung Nguyên. Cô hỏi biểu ca nô lệ cũng là người sao lại đối xử với họ như vậy, biểu ca không trả lời mà nói A Độ tới tìm cô để cô rời đi. Tiểu Ngũ biết là Thiết Đạt Nhĩ Vương kêu biểu ca của Tiểu Phong tới tìm anh, trước khi đi anh nhờ hắn đưa cho Tiểu Phong một món đồ. A Độ có bình rượu ngon nên đã mời công chúa tới thưởng thức cùng, công chúa thấy rượu ngon muốn gọi Tiểu Ngũ tới uống nhưng Hách Thất nói Tiểu Ngũ đã đi rồi. Cô định đi tìm nhưng Hách Thất ngăn lại, Hách Thất đưa cho cô món đồ mà Tiểu Ngũ gửi, đó là miếng gỗ trên đó có khắc con sói. Tiểu Phong nhìn thấy liền rất vui, cô ôm chặt nó trong lòng. Sau khi rời khỏi vương trướng anh liền tới Sóc Bác, Nguyên Khác nhận ra anh và nói anh là gian tế vì thấy anh bắt tay với ngoài Đan Si. Lợi Đôn Vương nhận ra anh là hoàng tử Trung Nguyên vì lần trước hắn ta tới Tây Châu cầu thân đã gặp ảnh. Sóc Bác Vương hỏi hoàng tử lần này tới vì việc gì. Anh nói muốn hợp tác với Sóc Bác đánh Đan Si. Anh nói sau khi đánh bại Đan Si sẽ chia cho Sóc Bác cai quản một phần.
Anh nghe nói từ khi Vương Thượng lấy trưởng nữ của Thiết Đạt Nhĩ Vương làm phi hậu, Đan Si đã hơn 10 năm không động vũ lực tới Sóc Bác. Như năm ngoái Vương Phi mắc bệnh qua đời, Thiết Đạt Nhĩ nghi ngờ Vương Thượng Sóc Bác có mới nới cũ hại chết Vương Phi nên đã lộng hành ở biên giới, cướp đoạt chuyện làm ăn của Sóc Bác. Vương Thượng nói Vương Phi là do bệnh qua đời thật. Đám quân thần cũng cảm thấy nên nghe theo hoàng tử Lễ Triều, nhưng Lợi Đôn Vương cho rằng Lễ Triều rộng lớn nhiều thế mạnh nên nếu thất bại thì Sóc Bác sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào. Ngũ hoàng tử và Sài Mục đành thất vọng ra về vì vương thượng của Sóc Bác là kẻ nhát gan không dám đứng lên chiến đấu. Thừa Ngân đang định sẽ tới chỗ của Bùi Chiếm thì Lợi Đôn Vương đem theo người đuổi tới, hắn muốn cùng anh bàn chuyện đánh lại người Đan Si. Tiểu Phong ngồi ngắm trăng và nhớ lại lúc mình và anh hôn nhau, A Độ nói công chúa có phải đang đợi sư phụ hay không. Công chúa nói không phải, A Độ thấy kỳ lạ vì thái tử Lễ Triều mà công chúa còn chê mà giờ lại muốn lấy người bán lá trà. Tiểu Phong nói vì mình thích Tiểu Ngũ. Vương gia nhận được tin Ngũ hoàng tử đã về và hiện đang cho người vẽ lại bản đồ tới vương trướng. Cuối cùng thì bức bản đồ cũng đã xong, Cao tướng quân nghi ngờ về nó nhưng hoàng tử nói mình đã kiểm chứng lại rồi. Vương gia nói sao tiểu đệ tới đó mà không ở lại vài ngày, nhưng Thừa Ngân cảm thấy Thiết Đạt Nhĩ Vương không tin tưởng mình nên tìm cách thoát thân rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Thừa Ngân nói với nhị ca sau khi quan sát đội quân bên Đan Si thì anh cảm thấy phần thắng của họ nếu xuất binh e là không nhiều, vì thế trên đường về đã tới Sóc Bác một chuyến hợp tác cùng Sóc Bác đánh Đan Si. Nhị ca lo khen ngợi chuyện này, tiếp theo chuyện này nhờ vương gia xuất binh. Vương gia sắp xếp mọi chuyện, một tháng nữa sẽ tiến công, còn để lại Thừa Ngân ở lại canh giữ Tây An hộ phủ. Thừa Ngân quay về bàn bạc cùng Cố Kiếm và Bùi Chiếm, anh thấy nhị ca không muốn mình ra trận. Bùi Chiếm nói tới lúc đó hoàng tử đi theo đội kỵ binh của hắn tới Đan Si là được, chỉ cần lập công bệ hạ sẽ không trách tội. Lần này anh sẽ đưa cửu công chúa rời khỏi Đan Si. Cố Kiếm muốn đưa Tiểu Phong rời đi nhưng hoàng tử nói người cô ấy chờ là mình. Cố Kiếm cho rằng mình là sư phụ thì Tiểu Phong nhất định sẽ đi theo. Thừa Ngân nói biểu ca yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương nàng ấy. Cố Kiếm cho rằng hiện giờ biểu đệ đã làm tổn thương Tiểu Phong rồi. Nhiều ngày trôi qua Tiểu Phong vẫn chờ đợi Tiểu Ngũ, có người nói có người đã giết được vua sói mắt trắng. Tiểu Phong tưởng đó là Tiểu Ngũ liền vui vẻ chạy tới, tới nơi cô thất vọng vì đó không phải người trong lòng cô. Ông ngoại xuất hiện nói cô mau đi vào nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây để ông xử lý. Tiểu Phong đã lấy xô nước đổ vào người con sói, cô vạch trần được tên đó là kẻ nói dối. Vương gia không ngờ ngũ đệ của mình ngày càng bản lĩnh. Lý Nghiệm đưa ra ý kiến hay là tiêu diệt ngũ hoàng tử, nhưng vương gia mắng hắn ngu xuẩn. Vương gia biết kiểu gì trong cuộc chiến sắp tới ngũ đệ của hắn cũng tới tham gia, lúc đó đao kiếm vô tình e là khó giữ được mạng. Thừa Ngân dặn Bùi Chiếu trong thời gian anh tới Đan Si hãy tung tin là anh muốn rèn luyện nên theo Bùi Chiếu tới quân doanh. Bùi Chiếu thắc mắc lần này anh tính làm gì để đưa công chúa đi dưới con mắt của Thiết Đạt Nhĩ Vương. Anh chưa kịp trả lời thì bên dưới ầm ĩ, thì ra là cuộc cãi vã giữa một tên bán và một người mua vua sói mắt trắng. Nghe tới vua sói mắt trắng, hoàng tử và Bùi Chiếu đuổi theo hỏi thăm, thì ra hắn mau vua sói mắt trắng nhưng mua phải con kém chất lượng nhất. Gần đây để cưới được công chúa Tây Châu thì dũng sĩ các nước đang thi nhau lên núi bắt sói. Thừa Ngân sợ Tiểu Phong đi lấy kẻ khác nên sai Bùi Chiếu sắp xếp người cùng anh đi giết sói mắt trắng. Có người cãi nhau trước vương trướng, A Độ lo cho an nguy nên tới tìm công chúa. Có người tới báo tin lại có kẻ nói đã giết được vua sói mắt trắng. Tiểu Phong chạy tới xem rốt cuộc con sói lần này là giả như nào. Nhưng cô không ngờ người giết sói lần này là người trong lòng cô đang chờ đợi. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình trong những video tiếp theo nhé.